Tu xin chào các bác nhá. Hôm nay em sẽ lại tiếp tục làm con C65 đi test thực tế ở trên đường để cho nó đọc biển báo cho các bác xem thực tế nhá, xem cái độ nhạy của nó với lại nó đọc biển báo như nào thì để cho các bác xem thực tế luôn. Bởi vì nhiều bác chỉ biết nó đọc biển báo nhưng không biết nó đọc như nào. Thì đây thì em sẽ làm trực tiếp luôn cho các bác xem. Đây là cách đi dây. Nói chung là tất cả quyển sách hướng dẫn đều sử dụng đều đưa một cách vị trí lắp đặt rồi, thiết bị lắp đặt rồi, cái đường đi dây như thế nào có hết, các bác chỉ cần lắp lên thôi. Và ví dụ như các bác ở xa không đến trực tiếp được, có thể là gọi điện thì các bác kỹ thuật viên hướng dẫn cho các bác nhé. Vẫn 9 loại cảnh báo như bình thường thôi ạ. Cảnh báo tốc độ, cảnh báo vào khu dân cư, ra khu dân cư, camera giao thông, khu vực cấm vượt và hết khu vực cấm vượt. Đó. Trạm thu phí, đường hầm, khu vực đường thường xuyên kiểm tra tốc độ. Thì những cái này ấy, thì em cũng không thể nào mà test hết được. Nên em đi một đoạn được thì có cái nào thì cam nó đọc biển báo thì các bác xem với em nhé. Vì cũng test hết lần này cái thì nói chung cũng phải đi lòng vòng kiếm chỗ nào có. Thì cứ tiện đâu có đâu thì em test luôn ở đấy. Thì em thì đi xung quanh khu vực của em thôi. Đó. Bây giờ thì em sẽ trực tiếp nắp lên và em đi trải nghiệm cho các bác xem nhé. Các bác chỉ cần tìm đúng cái vị trí tẩu của xe của mình, xe nào cũng có, đa số luôn ạ. Một số xe thì nó chuyển sang cái phần USB hết rồi nên là mình thiết kế mình lắp riêng, còn xe nào không có cắm tẩu các bác cắm tẩu giúp em. Rồi cắm tẩu thì trên này thì càng đơn giản nữa các bạn. Đầu này các bác chỉ cần cắm vào cam thôi. Đó, cắm vào cam giúp em nhé. Còn dây thì các bác cứ đi thẳng lên trần. Đó, nên cái chân này các bác bóc xuống và các bác nhét vào trong này, nhét gọn gàng nhé, các bác nhét gọn gàng với em. Được rồi, bây giờ em đã lắp xong rồi thì bây giờ em sẽ di chuyển để cho nó di chuyển để cung đường là có biển báo, nó sẽ đọc biển báo cho các bác xem nhé. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 80 km/h. Báo tốc độ giới hạn 100 km/h. Sắp đến biển báo tốc độ giới hạn 60 km/h. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Camera phạt nguội